một quan chức quốc phòng hàng đầu của quân đội Áo, mới đây lên tiếng cảnh báo, Ukraine chỉ còn rất ít thời gian để có thể đạt được thành công trên chiến trường vì mùa mưa đang đến gần. Ukraine chỉ còn vài tuần nữa để đạt được thành công trên chiến trường vì khi đó mùa mưa sẽ bắt đầu, đại tá lực lượng vũ trang Áo, Markus Wiesner cho biết trên ZDF. Các cuộc tấn công kéo dài trong lịch sử và không gây hậu quả đáng kể, hầu hết đều phải tạm dừng lại, ông cảnh báo. Theo đại tá Wiesner, thời gian không đứng về phía lực lượng vũ trang Ukraine. Đó là mùa lầy lội, và rồi mùa đông khắc nghiệt sẽ đến rất sớm, chuyên gia quân sự này giải thích. Đại tá Wiesner kết luận, Kiev đã rất tích cực chuyển quân dự bị, tham gia cuộc chiến nhưng vấn đề quan trọng thì ngược lại, họ nên được sử dụng hợp lý và tiết kiệm hơn số quân của mình. Có một thực tế đã và đang diễn ra trên chiến trường, cuộc phản công của Ukraine sẽ khó thành công nếu không có số xe tăng và xe bọc thép thu được từ quân đội Nga. Đó là bình luận của một thợ máy Ukraine có bí danh Hammer trên tiền tuyến trong một bài báo trên tờ The New York Times. Hammer cho biết binh sĩ Ukraine trên mặt trận miền Nam đã tận dụng các vũ khí và phương tiện bọc thép chiến lợi phẩm. Ông cho biết nếu không có số xe thu được từ Nga, họ sẽ khó lòng tiếp tục. Thực tế này diễn ra bất chấp việc Ukraine đã nhận được số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép do phương Tây viện trợ để chuẩn bị cho cuộc phản công. Ông Hammer chỉ huy bộ phận vũ khí và bảo trì của lữ đoàn 35 thủy quân lục chiến Ukraine. Ông cho biết đơn vị đã thu được 20 xe Nga trong 6 tuần phản công, trong đó có xe tăng T-72 và các xe đa dụng khác. Theo một bài viết gần đây trên báo Đức Deutsche Welle, trong gần 18 tháng diễn ra chiến sự, lực lượng Kyiv đã thu được 800 pháo và 300 xe tăng Nga để đưa trở lại mặt trận. Bài báo dẫn lời đại tá Oleksandr Saruba, làm việc tại trung tâm tiếp nhận và phân tích vũ khí chiến lợi phẩm của Ukraine, nói rằng Nga đang cạnh tranh với các nước phương Tây để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bên cạnh việc được sử dụng để tấn công quân Nga, các chiến lợi phẩm cũng hữu dụng vì chúng chứa các thông tin liên quan đến nơi cung cấp linh kiện công nghệ cao cho Nga, hỗ trợ các biện pháp trừng phạt trong tương lai. Tuy nhiên, ông Michael Kopman, nhà phân tích quân sự Nga, hồi tháng 3 năm 2023 cho hay vẫn còn nhiều hạn chế đáng kể liên quan đến việc sử dụng các thiết bị hiện đại của Nga. Ông Kopman giải thích rằng nhiều phương tiện bị thu giữ được thiết kế riêng cho quân đội Nga, nên các cơ sở Ukraine không thể có các linh kiện, phụ tùng cần thiết để sửa chữa, bảo trì. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.